kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, không bị giới hạn về quy mô, vốn và địa điểm kinh doanh, hình thức kinh doanh công ty đã thể hiện những ưu điểm rõ so với các hình thức khác. Xu thế phát triển từ hộ kinh doanh trở thành các tập đoàn và công ty lớn không còn xa lạ trên thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện xung quanh xu thế chuyển đổi này. Nhắc đến hệ thống cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ, không thể không nói tới đại gia trong lĩnh vực này, đó là Walmart. Sam Walton, người thành lập tập đoàn bán lẻ Walmart, được lịch sử ghi nhận là một trong những người giàu nhất thế giới trong nhiều năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Sam Walton đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh vào thời điểm bấy giờ, nhưng ít ai biết rằng ông khởi nghiệp chỉ với vài đồng xu trong túi. Đây chính là điển hình của một hộ kinh doanh trở thành một tập đoàn lớn. Lớn lên trong tình cảnh gia đình gặp khó khăn về kinh tế, từ nhỏ Walton đã nuôi tham vọng sau này sẽ thành công và trở thành thương gia. Walton sớm nhận thấy nhu cầu về hàng hóa giá rẻ của người dân trong vùng. Do vậy, ông tìm kiếm những nguồn hàng có giá rẻ hơn, sau đó bán chúng với giá rẻ nhất có thể. Doanh thu của cửa hàng tăng vọt, đạt 105.000 đô la Mỹ và tiếp tục tăng lên từng năm. Năm tiếp theo, ông đã kiếm được 140.000 đô la Mỹ và năm sau nữa là 175.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn của hợp đồng thuê cửa hàng, chủ nhà lấy lại nhà, mất địa điểm kinh doanh, Walton lại phải làm lại từ đầu. Lúc này, Walton đọc được về hai cửa hàng tự phục vụ giảm giá ở Minnesota và sau khi ghé thăm những nơi đó, ông quyết định cửa hàng mới của ông ở Bentonville cũng sẽ có những kệ hàng hóa với quầy thu ngân ở phía trước. Ông gọi nó là cửa hàng Walton Field & Dim. Vào tháng 7 năm 1962, Walton mở cửa hàng Walmart giảm giá đầu tiên ở Rogers, Arkansas. Ý tưởng của ông đã được mọi người đón nhận, và trong 5 năm tiếp theo, số lượng cửa hàng tăng lên đến 24 ở vùng Arkansas. Walton Field & Dim đã thực sự trở thành một thương hiệu dễ dàng được nhận biết đối với các khách hàng bình dân. Triết lý kinh doanh của Sam là phục vụ mọi người. Quan điểm của Sam là giảm chi phí sinh hoạt của những người đến mua hàng tại các cửa hàng của Walmart. Đó cũng chính là mấu chốt thành công của Sam. Ngày nay, Walmart đã phát triển đến một giai đoạn mà không ai có thể tưởng tượng. Tập đoàn có cửa hàng ở 15 quốc gia dưới 55 tên gọi khác nhau và có tổng cộng 8.500 cửa hàng đang hoạt động, trở thành một tập đoàn lớn thứ hai trên thế giới, theo tạp chí Fortune Global 500. Không ở một tầm cao khó với như Walmart, nhưng khắp nơi trên thế giới đều có những hộ buôn bán nhỏ lẻ đã thành công khi chuyển sang quy mô kinh doanh lớn hơn. Và phóng sự dưới đây sẽ đề cập đến câu chuyện của một người phụ nữ Ấn Độ. Ở Ấn Độ, phụ nữ đa phần vẫn nấu ăn bằng bếp lò nên khá vất vả và độc hại. Nhưng đây cũng chính là cơ hội kinh doanh của Manjula Parma. Manjula Parma rất tự hào về chiếc bếp mà gia đình cô vẫn bán từ trước đến nay. Tôi đã có thể nấu cơm, rau, roti và cà ri, không có khói bếp trong nhà. Trước đây, để nấu mấy món này, bạn sẽ cần ít nhất 10 kg củi và bếp thì ngập khói. Từ một nhóm khách hàng nhỏ đến nhà mua bếp, nay cô Manjula đã mở hẳn một doanh nghiệp kinh doanh bếp. Theo thống kê, chỉ riêng tại miền Bắc Ấn Độ, công ty của cô Manjula đã bán được 6.000 chiếc bếp. Mẫu bếp rẻ nhất có giá khoảng 20 đô la Mỹ. Từ khi làm ở đây, tôi nhận được lương và hoa hồng cho số bếp mình bán được. Thu nhập và cuộc sống của tôi đều được cải thiện. Ước tính khoảng 1/3 thu nhập của một gia đình ở Ấn Độ là để dành mua củi, than cho sinh hoạt. Chính phủ Ấn Độ đang rất quan tâm đến mô hình của Manjula. Nhà chức trách đang cân nhắc sẽ hỗ trợ để thúc đẩy việc kinh doanh của công ty này, hướng đến mục tiêu bán được 2 triệu bếp vào năm 2020. Tuy nhiên, do mức giá còn khá cao so với thu nhập trung bình, Manjula sẽ còn gặp nhiều khó khăn để có thể thay đổi thói quen nấu bếp của người Ấn Độ. Thưa quý vị, rõ ràng việc phát triển các hộ kinh doanh lớn mạnh thành các công ty, tập đoàn lớn là xu thế không còn xa lạ trên thế giới. Còn tại Việt Nam, câu chuyện khuyến khích hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi lên thành doanh nghiệp cũng đã được nhắc đến như một giải pháp nhằm đạt đến mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả mà chính phủ đã đề ra đến năm 2020. Thực trạng chuyển đổi này đang diễn ra như thế nào? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn với ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho ông. Trước tiên thì ông có thể đưa ra những đánh giá về hiệu quả của các hộ kinh doanh cá thể trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay ạ. Hộ kinh doanh cá thể nó có những cái điểm mạnh mà có thể nói rằng là nó vượt trội so với doanh nghiệp. Ví dụ như cái việc tạo ra công ăn việc làm, thì số lao động mà hiện nay làm việc cho trong các hộ và chính là chủ hộ thì lớn hơn tổng số lao động mà các doanh nghiệp tư nhân hiện nay đang sử dụng. Cái thứ hai là một số cái thực tế cũng cho thấy rằng là cái sức sống của hộ đôi khi nó cũng rất là mãnh liệt, đặc biệt trong những hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì đôi khi hộ nó vẫn tồn tại, vẫn dễ dàng được vượt qua được những cái khó khăn. Thì như vậy có thể nói rằng là hộ cũng có hiện nay đang đóng góp những cái vai trò rất lớn cả về mặt kinh tế, lao động và đặc biệt là trong cái việc gọi là thử nghiệm hay là bước vào hoạt động kinh doanh. Vậy thì trong cái bối cảnh nước ta hiện nay, vậy thì ông đánh giá nào về cái lộ trình chuyển đổi này, liệu nó có đi đúng lộ trình hay không, và cái việc làm này thì liệu có bù đắp được cái số doanh nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi mục tiêu đặt ra không ạ? Chuyển đổi hộ kinh doanh không phải là mục tiêu để tạo ra 1 triệu doanh nghiệp hoạt động tốt, mà chuyển đổi hộ kinh doanh là mục tiêu là phát triển những mọi khai thác tối đa hóa mọi tiềm năng phát triển mọi hoạt động kinh doanh dưới bất kể hình thức nào, đó là kể cả hộ. Vì tại sao lại nói như vậy? Vì hiện nay theo cái quy định của luật pháp chúng ta thì hộ khi đi kinh doanh dưới hình thức nào hộ nó bị hạn chế rất nhiều về mặt thương quyền, về mặt phạm vi kinh doanh và rất nhiều các hạn chế khác. Thế khiến cho cái gọi là cái kinh doanh dưới hình thức hộ nó đôi khi nó không phát huy được tối đa những cái nguồn lực bỏ ra để đưa vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Thế chính vì vậy mà cái việc mà mục tiêu của chính phủ hiện nay là muốn phát huy tối đa mọi nguồn lực đưa vào hoạt động kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh. Theo khảo sát và đặc biệt là khảo sát của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế thì cũng có hiện nay thì nhiều hộ kinh doanh cá thể họ đủ điều kiện để chuyển đổi, tuy nhiên thì họ lại không mấy mặn mà với việc chuyển đổi này. Vậy thì ông nghĩ sao về thực trạng này? Có lẽ là cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi cho rằng có thể một phần nguyên nhân đó là có thể là cái tâm lý lo lắng của các cái hộ kinh doanh là họ cũng ngại thay đổi, họ cũng chưa hiểu rõ về cái hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp thì có lợi gì. Như vậy khi họ đang hoạt động yên ổn, có thể tạm gọi là yên ổn, thế cho nên họ chuyển sang một cái mô hình mới có thể họ rất lo lắng và ngần ngại chuyển sang. Cũng có rất nhiều hộ thì cũng ý thức được rằng là rõ ràng xét về mặt gánh nặng về quy định pháp luật thì kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp thì các cái cuộc khảo sát đều cho thấy rằng là họ rất lo lắng về cái việc phải gia tăng các cái chi phí và thời gian, ví dụ như phải tuyển thêm nhân công để thực hiện những cái thủ tục về thuế, thủ tục về kế toán, thủ tục về lao động, thủ tục về bảo hiểm, xin các giấy phép vân vân. Họ vẫn lo lắng là chuyển lên kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp thì họ sẽ phải chịu một cái gánh nặng pháp lý lớn hơn và như vậy làm gia tăng cái chi phí và khiến họ lo lắng rằng là hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Nhưng ngược lại xét từ phía những người mà làm chính sách thì rõ ràng là nếu như chúng ta duy trì hai cái khu vực mà nó có một cái sự cách biệt khá lớn cả về mặt thương quyền, cả về mặt quy định gánh nặng quy định pháp luật, cái việc mà duy trì hai cái môi trường kinh doanh mà nó khác biệt như vậy thì theo tôi nó cũng không tạo ra một cái sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh giữa các hình thức kinh doanh, và như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển của hoạt động kinh doanh. Vậy thì để cái việc chuyển đổi hoạt động sau chuyển đổi nó được bền vững, vậy thì theo ông đâu là vấn đề cốt lõi ạ? Thực ra vấn đề cốt lõi nhất là theo tôi là cái việc chuyển đổi này phải là tự nguyện, không là áp buộc. Ép buộc có nghĩa rằng là chỉ khi tự nguyện là người ta nhận thức được cái lợi ích thì người ta mới chuyển đổi lên, và khi nhận thức được lợi ích chuyển đổi lên thì người ta thấy cái lợi ích đó thì người ta mới ở lại. Thì tôi cho rằng là chính như vậy, địa phương là những người mà gần gũi nhất, trực tiếp nhất, thì có lẽ là những cái hỗ trợ kỹ thuật, cái hỗ trợ kỹ thuật trong cái giai đoạn hiện nay trước khi chuyển đổi và sau chuyển đổi có lẽ là rất là quan trọng. Vậy thì đấy là đối với phía chính quyền các địa phương, vậy thì còn phía doanh nghiệp thì ông có lời khuyên như nào? Lời khuyên của tôi là ngoài cái việc mà chính quyền chủ động, chính quyền tích cực thì bản thân các hộ kinh doanh cũng phải tích cực chủ động tìm hiểu, nghiên cứu xem rằng là với những cái hoạt động kinh doanh như chúng ta hiện nay thì có cơ hội gì thực sự, bởi vì doanh nghiệp vẫn là người hiểu nhất. Nếu như chúng ta chuyển lên thành doanh nghiệp đi kinh doanh thì thực sự cơ hội là ngoài những cái lợi ích mà như người khác đưa cho thì lợi ích của chúng ta là gì? Và cái thứ hai là cần phải thay đổi một cái tư duy, có nghĩa rằng là nhỏ nhưng nó phải chuyên nghiệp, nhỏ nhưng mà nó phải là tạo ra những cái lợi nhuận về mặt lớn, không phải lớn ở đây là lớn về mặt con số, có thể lớn về mặt so sánh về mặt hiệu quả. Thì người ta nhỏ nên người ta có
có thể gọi là lấy công, lấy thêm cả công để làm lãi, nên lợi nhuận nó sẽ về mặt nguyên tắc nó sẽ phải có một cái tỷ lệ thậm chí phải cao hơn so với những doanh nghiệp lớn. Và thứ hai là nó chuyên nghiệp và nó phải hướng đến cái sự phát triển về mặt lâu dài và bền vững. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.